Cô xin chào các bạn học sinh yêu quý. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn bộ phận vị ngữ trong câu kể Ai thế nào. Chúng ta cùng vào bài học vị ngữ trong câu kể Ai thế nào. Sau bài học này, cô mong muốn các con hiểu được đặc điểm về ý nghĩa và cấu tạo của vị ngữ trong câu kể Ai thế nào. Xác định được bộ phận vị ngữ trong câu kể Ai thế nào. Và vận dụng những điều đó để đặt câu theo mẫu câu kể Ai thế nào, sao cho câu văn đúng ngữ pháp, sinh động và chân thật. Để đạt được mục tiêu đó, cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện 3 hoạt động trong bài, đó là nhận xét, ghi nhớ và luyện tập. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần nhận xét. Phần nhận xét trong bài này, chúng ta sẽ có 4 yêu cầu. Bây giờ, cô mời các con cùng thực hiện yêu cầu đầu tiên, đọc đoạn văn sau. Về đêm, cảnh vật thật im lìm, sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện, ông ba trầm ngâm, thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi, ông hệt như thần thổ địa của vùng này. Trong đoạn văn này, các con cần lưu ý nghĩa của một số từ. Các con có biết thần thổ địa có nghĩa là gì không? À, thần thổ địa chính là thổ công đấy các con ạ. Theo quan niệm dân gian, đây là vị thần coi giữ đất đai ở một khu vực, là người thông thạo mọi việc trong vùng. Trong đoạn văn này, tác giả ví ông Sáu hệt như thần thổ địa của vùng này, có nghĩa là muốn nói ông Sáu là một người thông thạo mọi việc trong vùng. Trong đoạn văn này, các con cũng cần chú ý nghĩa của hai từ, đó là từ trầm ngâm và từ sôi nổi. Trầm ngâm có nghĩa là im lặng suy nghĩ, trái lại, sôi nổi lại có nghĩa là hăng hái, nhiệt tình, hào hứng. Khi hiểu đúng nghĩa của các từ trong đoạn văn, cô tin rằng các con sẽ thực hiện đúng những yêu cầu mà phần nhận xét đưa ra. Để thuận tiện cho việc thực hiện các yêu cầu tiếp theo, bây giờ cô mời các con hãy cùng cô đếm số câu trong đoạn văn. Đoạn văn này có 7 câu văn. Câu thứ nhất, về đêm, cảnh vật thật im lìm. Câu số 2, sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Câu số 3, hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông ba trầm ngâm chính là câu thứ 4. Câu thứ 5, thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Câu số 6, trái lại, ông Sáu rất sôi nổi. Và câu còn lại là câu số 7, ông hệt như thần thổ địa của vùng này. Đây là một đoạn văn tác giả Trần Mịch viết về bối cảnh trò chuyện và tính cách của hai nhân vật ông ba và ông Sáu, nên tác giả đã viết bằng rất nhiều câu kể Ai thế nào. Nhiệm vụ của các con, hãy tìm các câu kể Ai thế nào có trong đoạn văn này. Bây giờ, cô mời các con cùng theo dõi lên màn hình để xem bài chữa của cô với phần phương án mình đưa ra đã đúng và đầy đủ chưa nhé. Trong đoạn văn này, các câu kể Ai thế nào là câu số 1, câu số 2, câu số 4, câu số 6 và câu số 7. Quan sát lại đoạn văn, chúng ta thấy có hai câu không phải là câu kể Ai thế nào, đó là câu số 3 và câu số 5. Bây giờ cô mời các con cùng quan sát lại hai câu văn này. Câu số 3, hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Và câu số 5, thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trong vị ngữ của hai câu này chứa các từ chỉ hoạt động của người. Vậy đây chính là những câu kể Ai làm gì chúng ta đã được học từ tiết trước. Bây giờ cô mời các con cùng quan sát lại những câu kể Ai thế nào chúng ta vừa tìm được trong đoạn văn. Trong bài giảng hôm trước, chúng ta đã biết cách xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu kể Ai thế nào. Để xác định bộ phận chủ ngữ, chúng ta đặt câu hỏi ai, cái gì, con gì. Còn để xác định bộ phận vị ngữ, chúng ta đặt câu hỏi thế nào. Bây giờ, cô sẽ làm mẫu để các con cùng nhớ lại kiến thức. Cô sẽ làm mẫu câu số 1.
Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Ở câu này, muốn tìm bộ phận chủ ngữ, cô đặt câu hỏi. Cái gì thật im lìm? Trả lời, cảnh vật thật im lìm. Vậy, cảnh vật chính là bộ phận chủ ngữ của câu thứ nhất. Để xác định bộ phận vị ngữ, cô đặt câu hỏi. Cảnh vật thế nào? Trả lời, cảnh vật thật im lìm. Vậy, thật im lìm chính là bộ phận vị ngữ trong câu số 1. Tương tự như cách làm của câu số 1, các con hãy tìm chủ ngữ, vị ngữ của các câu còn lại. Các con nhớ nhé, hãy dùng dấu gạch chéo để phân tách chủ ngữ và vị ngữ, gạch một gạch dưới chủ ngữ và hai gạch dưới vị ngữ. Cô mời các con cùng thực hiện yêu cầu số 3. Bây giờ, cô mời các con hãy cùng quan sát lên màn hình để theo dõi bài chữa của cô. Ở câu số 2, chủ ngữ chính là sông và vị ngữ là thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Ở câu số 4, ông ba là chủ ngữ, trầm ngâm là vị ngữ. Ở câu số 6, chủ ngữ là ông sáu, vị ngữ là rất sôi nổi. Ở câu số 7, để xác định chủ ngữ, cô đặt câu hỏi. Ai hệt như thần thổ địa của vùng này? Trả lời, ông hệt như thần thổ địa của vùng này. Vậy, ông là chủ ngữ. Để xác định bộ phận vị ngữ, cô đặt câu hỏi. Ông thế nào? Trả lời, ông hệt như thần thổ địa của vùng này. Vậy, hệt như thần thổ địa của vùng này chính là vị ngữ. Như vậy, chúng ta vừa xác định được chủ ngữ và vị ngữ của các câu kể ai thế nào. Bây giờ, cô mời các con cùng theo dõi lại vị ngữ trong các câu chúng ta vừa tìm được và thực hiện yêu cầu số 4. Vị ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ như thế nào tạo thành? Cô mời các con cùng thực hiện nhiệm vụ này. Bây giờ, cô mời các con cùng theo dõi lên màn hình và xem vị ngữ trong các câu này biểu thị nội dung gì. Ở câu thứ nhất, thật im lìm chính là vị ngữ biểu thị trạng thái của sự vật, mà cụ thể ở đây là cảnh vật. Ở câu số 2, thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều là vị ngữ chỉ trạng thái của sự vật, mà sự vật được nhắc đến đây chính là sông. Ở câu số 3, trầm ngâm chính là trạng thái của người và ở đây chính là ông ba. Ở câu số 6, từ sôi nổi, các con đã biết nghĩa từ phần đầu phải không nào? Cụm từ rất sôi nổi để chỉ trạng thái của ông 6, đây là một trạng thái đối lập với trạng thái của ông ba ở phía trên. Ở câu số 7, vị ngữ hệt như thần thổ địa của vùng này là vị ngữ chỉ đặc điểm của người, mà người ở đây chính là ông 6. Các con hãy thử nhớ lại xem những từ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nhắc đến ở trong câu thường do từ loại nào tạo thành? Những từ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nhắc đến ở trong câu thường do động từ hoặc tính từ tạo thành. Như vậy, trong các câu kể ai thế nào, chúng ta biết được rằng vị ngữ chính là do động từ, tính từ tạo thành. Vậy, vị ngữ trong câu kể ai thế nào có phải chỉ do tính từ và động từ tạo thành không? Chúng ta sẽ cùng xét kỹ hơn ở vị ngữ trong các câu văn vừa tìm được. Trong câu thứ nhất, thật im lìm chính là cụm tính từ. Cụm tính từ là cụm từ bao gồm tính từ và các từ ngữ phụ thuộc. Vị ngữ trong câu thứ hai chính là một cụm động từ. Khái niệm về cụm động từ chúng ta đã được làm quen ở tiết vị ngữ trong câu kể ai làm gì. Vị ngữ trong câu số 4 là một động từ. Vị ngữ trong câu số 6 rất sôi nổi là một cụm tính từ các con ạ. Trong câu số 7, vị ngữ do cụm tính từ tạo thành. Như vậy, vị ngữ trong câu kể ai thế nào có thể do động từ, tính từ hoặc cụm động từ
cụm tính từ tạo thành. Và đó cũng chính là một trong những nội dung của phần ghi nhớ trong bài học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay, các con cần ghi nhớ những nội dung chính sau. Vị ngữ trong câu kể ai thế nào? Chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nhắc đến ở chủ ngữ. Vị ngữ trong câu kể ai thế nào? Do tính từ, động từ hoặc cụm tính từ, cụm động từ tạo thành. Để vận dụng những kiến thức vừa học, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện làm các bài ở phần luyện tập. Phần luyện tập trong tiết học ngày hôm nay có 2 bài. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài đầu tiên. 1. Đọc và trả lời câu hỏi sau. Cánh đại bàng rất khỏe, mỏ đại bàng dài và rất cứng. Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu. Đại bàng rất ít bay. Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ, nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều. Trong đoạn văn trên, tác giả Thiên Lương đã khắc họa rất thành công hình ảnh con đại bàng bằng rất nhiều câu kể ai thế nào. Nhiệm vụ của các con, hãy tìm ra những câu kể ai thế nào có trong đoạn văn. Để thuận tiện cho việc thực hiện các yêu cầu đó, cô mời các con hãy cùng đếm với cô số câu trong đoạn văn này. Câu thứ nhất, cánh đại bàng rất khỏe. Câu thứ hai, mỏ đại bàng dài và rất cứng. Câu thứ ba, đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu. Đại bàng rất ít bay là câu văn số 4. Và câu văn còn lại, khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều. Đó là câu số 5. Như vậy, đoạn văn có 5 câu. Vậy, trong những câu này, câu nào là câu kể ai thế nào? Cô mời các con cùng thực hiện yêu cầu đầu tiên, tìm các câu kể ai thế nào có trong đoạn văn. Bây giờ, cô mời các con cùng quan sát lên màn hình để theo dõi bài chữa của cô. Chúng ta thấy trong đoạn văn này, cả 5 câu đều là câu kể ai thế nào. Cô mời các bạn hãy cùng quan sát lại 5 câu văn này. Và thực hiện yêu cầu tiếp theo, xác định vị ngữ của những câu văn trên. Các con hãy nhớ lại cách xác định vị ngữ chúng ta đã được học từ tiết trước. Muốn tìm vị ngữ trong câu kể ai thế nào, chúng ta đặt câu hỏi gì? Muốn tìm vị ngữ trong câu kể ai thế nào, chúng ta đặt câu hỏi thế nào? Vậy, hãy vận dụng những kiến thức đó để tìm vị ngữ trong các câu kể chúng ta vừa tìm được. Cô mời các con cùng nhìn lên màn hình và lắng nghe bài chữa của cô, đối chiếu với phương án mình đưa ra xem đã đúng và đầy đủ chưa nhé. Quan sát vào đáp án, chúng ta thấy các bộ phận được gạch chân chính là vị ngữ của các câu văn chúng ta vừa tìm được. Vị ngữ của các câu trên do từ ngữ nào tạo thành? Đó chính là yêu cầu của phần C, bài tập số 1. Vị ngữ của những câu trên do từ ngữ nào tạo thành? Quan sát trên màn hình, chúng ta thấy vị ngữ của các câu văn mà chúng ta vừa tìm được đều do tính từ và cụm tính từ tạo thành. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng chữa kỹ hơn ở các câu. Ở câu số 1, rất khỏe là cụm tính từ. Ở câu số 2, dài và rất cứng là tính từ và cụm tính từ. Cũng miêu tả đặc điểm của con đại bàng, nhưng ở câu số 3, tác giả đã có cách viết khác so với câu số 1 và số 2, đó chính là dùng hình ảnh so sánh. Các con hãy nhớ lại hình ảnh con đại bàng và đôi chân của nó. Đôi chân của con đại bàng rất cứng và khỏe phải không nào? Chính điều đó đã làm tác giả liên tưởng đến cái móc của xe cần cẩu. Ở đây, tác giả đã dùng hình ảnh so sánh làm cho câu văn hay và sinh động hơn. Trở lại câu số 3. Trong câu này, vị ngữ giống như cái móc hàng của cần cẩu, miêu tả đặc điểm đôi chân của con đại bàng. Và ở đây, tác giả đã dùng cụm tính từ. Ở câu số 4, rất ít bay là một cụm tính từ. Trong câu số 5, các con hãy chú ý. Tác giả đã sử dụng hai cụm tính từ
để miêu tả đặc điểm của con đại bàng khi chạy trên mặt đất. Đó chính là cụm thứ nhất, giống như một con ngỗng cụ, và cụm thứ hai, nhanh nhẹn hơn nhiều. Như vậy, qua phần nhận xét và bài tập này, chúng ta thấy được rằng vị ngữ trong câu kể ai thế nào có thể do động từ, tính từ, cụm động từ hoặc cụm tính từ tạo thành. Và các con hãy nhớ, vị ngữ trong câu kể ai thế nào chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nhắc đến ở chủ ngữ. Trong đoạn văn trên, tác giả Thiên Lương đã tả những bộ phận khác nhau của con đại bàng bằng cách sử dụng các câu kể ai thế nào. Ngoài ra, để câu văn hay hơn, tác giả còn sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh rất hiệu quả. Các con có thể vận dụng cách tả loài vật của tác giả Thiên Lương để thực hiện tả một cây hoa ở bài tập số 2. Bài 2, đặt 3 câu kể ai thế nào, mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích. Đề bài yêu cầu, chúng ta đặt 3 câu kể với chủ đề mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích. Như vậy, các con phải thực hiện đặt 3 câu kể ai thế nào, mỗi câu tả một loài hoa khác nhau. Các con thử nhớ lại xem mình yêu thích loài hoa nào. Có bạn nói với cô, bạn thích vẻ đẹp rực rỡ của hoa hồng. Nhưng có bạn lại thích vẻ dịu dàng của hoa cúc. Có bạn lại ấn tượng bởi vẻ tươi tắn của hoa mai. Nhưng có bạn lại thích màu hồng xinh xắn của hoa đào. Như vậy, mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng phải không nào? Khi miêu tả các loài hoa, các con có thể tả đặc điểm chung của cây hoa đó. Các con cũng có thể tả các bộ phận của cây hoa như thân cây, lá cây, bông hoa. Hoặc chúng mình có thể tập trung tả đặc điểm của cây hoa đó về màu sắc và hương thơm. Để cho câu văn hay hơn, chúng mình có thể sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã được học, đó là biện pháp nhân hóa và so sánh. Những bạn giỏi hơn, các con có thể kết hợp các câu kể ai thế nào để tạo thành một đoạn văn miêu tả một vườn hoa. Các con đã rõ yêu cầu và cách làm của bài này chưa nào? Bài tập này, cô muốn chúng mình sẽ thực hiện ở phần tự học ở nhà. Cô cũng có một số câu văn của các anh chị khóa trước đã viết về cây hoa mà các anh chị yêu thích. Câu số 1. Cây hoa mai nhà em rất đẹp. Các con có nhận xét gì về câu văn này? Trong câu văn này, bạn đã vận dụng rất chính xác những kiến thức về câu kể ai thế nào để viết một câu văn có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Trong đó, vị ngữ miêu tả đặc điểm chung của cây hoa mai. Câu văn số 2, cánh hoa hồng Đà Lạt đỏ mịn như nhung. Trong câu văn này, bạn đã biết thêm xuất xứ của loài hoa, khiến cho người nghe hình dung dễ hơn về loài hoa đó. Ngoài ra, để miêu tả đặc điểm của cánh hoa hồng và làm cho câu văn hay và sinh động hơn, bạn đã biết cách sử dụng biện pháp so sánh đỏ mịn như nhung rất hiệu quả phải không các con? Trong câu văn số 3, nàng hoa cúc duyên dáng trong bộ áo màu vàng tươi. Câu văn này có gì khác so với câu văn số 1 và câu văn số 2? Chúng ta thấy trong câu văn này, bạn đã biết cách dùng biện pháp nhân hóa để biến nàng hoa cúc thành một cô gái duyên dáng trong bộ áo màu vàng tươi đấy. Học tập cách viết của các bạn, cô tin rằng các con sẽ viết được những câu văn miêu tả cây hoa mà mình yêu thích. Không chỉ miêu tả cây hoa, các con có thể vận dụng những câu kể ai thế nào để miêu tả các bộ phận của cây và đưa nó thành bài tập làm văn miêu tả cây cối ở các bài sau này. Chúng ta cùng quan sát lại những nội dung chính được học trong bài học ngày hôm nay. Trong bài hôm nay, các con cần ghi nhớ những nội dung chính sau về ý nghĩa và cấu tạo của vị ngữ trong câu kể ai thế nào. Còn chủ ngữ trong các câu kể ai thế nào có đặc điểm gì thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ở các bài học tiếp sau. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau. Chào tạm biệt các con!